chàng trai đầu tiên ơi, bây giờ mình có thể giới thiệu tên tuổi của mình cho các cô chú và các bạn nhỏ cùng nghe được không? Con tên là Hoàng Giác, con 8 tuổi. Con đến từ đâu? Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay á, Hoàng Giác tới đây với ai nào? Với mẹ. Ba con có đi không? Không, bởi vì ba con tới Hà Nội để đi làm rồi con. À, ba con đi công tác rồi cho nên là ngày hôm nay là mẹ đưa con tới đây. Hôm nay mình tự tin bao nhiêu phần trăm để giành chiến thắng nhỉ? 1 tỷ phần trăm. Ôi trời, 1 tỷ phần trăm. Đúng là đội của cô Dạ rồi. Quá tự tin luôn. Bây giờ ngày hôm nay mình có mang tới một cái năng khiếu gì không? Dạ là Colos DHA cộng, thông minh sáng trí, đề kháng khỏe. Tức hát rap. Hát rap. Ôi trời ơi. Mình là rapper thì rap name của con là gì? Rap siêu viper. Úi dồi, wow. Rap siêu viper luôn. Rồi bây giờ chuẩn bị rap, mình phải đeo mắt kiếm vô cho nó ngầu nha. Chú Đạt ơi, chú sẽ beatbox đi. Ổn không con? Con có tin tưởng chú không? Chơi à? Vô. Thủ lĩnh sắp bắt đầu kiếm với một kim cương. Lệnh sắp bắt đầu kiếm với một kim cương. Sắp pha chính kiếm nó đấy không sợ bị thương. Tắm bơ xuất hiện với thực hiện gọi tên. Cung tên này ngang quái không gần cạnh bơi. Làm tao biết bất tình vung kẻ nè. Nhưng sao bỏ quá thì lúc nãy không tha. Bị biên bắt giá là nơi sinh ra. Dòng chuyện là từng ả ma ca là sắp bánh mất tích tắm mơ hy sinh. Sống với sự dụng không đi đơn tin. Mì trứng hồi sinh đến quay cũng hơi bị kì. Rồi sắp. Oh yeah. Rồi sắp. Oh yeah. Quá hay. Nhưng mà các cô của ta phải tay chân lia lịa. Mà sao con cứ vậy hoài vậy con? Đấy là phong cách rapper Hoàng Giáp. Khi đi mua áo này, cái cỡ M á, dành cho người cao từ 1m60 đến 1m64. Và cái cỡ L á, là dành cho người cao từ 1m65 đến 1m69. Vậy cô Hòa cao 1m67 á, thì cô Hòa sẽ mặc cỡ nào? Con hãy tính trong khoảng á nha. Ủa, để bạn trả lời sao con bắn bạn hoài vậy? Điên bắn bạn hoài. Khi cô Hòa 6 tuổi, cô Hòa gấp đôi tuổi của em mình. Vậy khi cô Hòa 60 tuổi thì em của cô Hòa bao nhiêu tuổi? Con cứ bình tĩnh trả lời nhé. Dạ con nghĩ là 30 tuổi. Chưa chính xác. 8 câu trả lời rất là chính xác. Wow. Bây giờ chúng ta xuống đây nghe cô Hòa giải thích nha. Có bạn nào có đáp án không? Dạ con biết cô. Bạn Dạ nói đi. Dạ khi mà cô Hòa 60 tuổi là em cô Hòa 57 tuổi. Dạ ơi, 57 tuổi con biết vì sao không? Cô Dạ giải thích đi ạ. Là bởi vì lúc mà cô Hòa 6 tuổi á, em cô Hòa có 3 tuổi thôi. 3 x 2 là 6. Nhưng mà khi cô Hòa 60 tuổi thì em cô Hòa cũng chỉ nhỏ hơn cô Hòa có 3 tuổi thôi, là mình trừ 3 ra là 57. Yeah. Chàng trai đầu tiên ơi, bây giờ mình có thể giới thiệu tên tuổi của mình cho các cô chú và các bạn nhỏ cùng nghe được không? Con tên là Hoàng Giác, con 8 tuổi. Con đến từ đâu? Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay á, Hoàng Giác tới đây với ai nào? Với mẹ. Ba con có đi không? Không, bởi vì ba con tới Hà Nội để đi làm rồi con. À, ba con đi công tác rồi cho nên là ngày hôm nay là mẹ đưa con tới đây. Hôm nay mình tự tin bao nhiêu phần trăm để giành chiến thắng nhỉ? 1 tỷ phần trăm. Ôi trời, 1 tỷ phần trăm. Đúng là đội của cô Dạ rồi. Quá tự tin luôn. Bây giờ ngày hôm nay mình có mang tới một cái năng khiếu gì không? Dạ là tức một hát rap. Hát rap. Ôi trời ơi. Mình là rapper thì rap name của con là gì? Rap siêu viper. Úi dồi, wow. Rap siêu viper luôn. Rồi bây giờ chuẩn bị rap, mình phải đeo mắt kiếm vô cho nó ngầu nha. Chú Đạt ơi, chú sẽ beatbox đi. Ổn không con? Con có tin tưởng chú không? Chơi à? Vô. Thủ lĩnh sắp bắt đầu kiếm với một kim cương. Lệnh sắp bắt đầu kiếm với một kim cương. Sắp pha chính kiếm nó đấy không sợ bị thương. Tắm bơ xuất hiện với thực hiện gọi tên. Cung tên này ngang quái không gần cạnh bơi. Làm tao biết bất tình buông kẻ nè. Nhưng sao bỏ quá thì lúc nãy không tha. Bị biên bắt giá là nơi sinh ra. Dòng chuyện là từng ả ma ca là sắp bánh mất tích tắm mơ hy sinh. Sống với sự dụng không đi đơn tin. Mì trứng hồi sinh đến quán cũng hơi bị kì. Rồi sắp. Oh yeah. Rồi sắp. Oh yeah. Quá hay. Nhưng mà các cô của ta phải tay chân lia lịa. Mà sao con cứ vậy hoài vậy con? Đấy là phong cách rapper Hoàng Giáp. Hello.
Bạn tên là gì? Con tên là Nguyễn Quang Trí, năm nay con 8 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn ấy thì ở Thủ Đức, còn con ở quận mấy? Ở quận Bình Thạnh. À, quận Bình Thạnh là có món gì ngon nhà gần nhà mình không nè? Dạ là món cơm tấm. À, món cơm tấm. Bình thường con ăn 2 dĩa người lớn. Ôi trời ơi. Thế chứ mà ăn mà mình không có hề là mập như này là sao rồi? Là gì con thích? Món gì con thích là con ăn nhiều lắm. À, thế bây giờ cho cô Hòa hỏi này. Ngày hôm nay nhá, con tới đây là con có mang tới một tiết mục gì cho mọi người không? Dạ là tiết mục đọc thơ tiếng Anh. Rồi, mời con lên đây nhá. One little fish swam in the dish. He blew bubbles and made a wish. All he wanted was another fish to swim with him in the little dish. Another fish come one day to blow bubbles. While they play, two little fish blowing bubbles in the dish, swimming around singing plish, plish, plish. Wow! Quang Trí, hôm nay là mình khi mà mình đi tới đây là mình khoe với những ai là mình sẽ đi thi nào? Dạ, mẹ con nói là phải giữ bí mật. Ơ, thế à? Bình thường là các bạn thí sinh khác là kể cho hết cả lớp luôn anh. Đấy, xong rồi mình cũng không kể cho bạn nào luôn hả? Dạ. Bạn thân nhất cũng không kể luôn. Thế bây giờ ngày hôm nay á là con đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Ok, Quang Trí đã sẵn sàng rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi nhá. Hai phút bắt đầu. Uống nước nhớ nguồn, uống cà phê đen đá không đường, uống nước đun sôi để nguội, thì đâu là một câu thành ngữ? Dạ là uống nước nhớ nguồn. Chính xác. Con sẽ dùng thời gian biểu hay là thời khóa biểu để xem được giờ của hiện tại? Cái thời gian biểu là để xem lịch học của mình, nên là mình phải nhìn vô đồng hồ mới được. À, thế thì ý của con là hai cái này có đúng không? Dạ không. Mà chúng ta phải nhìn vào đồng hồ. Chính xác. Tiếp theo này, kế bên nước Việt Nam chúng ta nhá, là nước Lào hay là nước Campuchia? Cái này mẹ con dạy rồi, cả hai luôn. Ok, chính xác. Cái này nó sẽ liên quan đến một chút tính toán, thì con có giỏi toán không? Dạ hơi giỏi. Hơi giỏi thôi đúng không? Cái này cũng không khó lắm đâu, con nghe kỹ nha. Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là bao nhiêu phút? Dạ là 40 phút. Chính xác. Trời ơi, con nhà người ta. Dữ dằn thiệt. Con ơi, con tính như thế nào? Dạ con tính 8 giờ kém 10 phút, 10 phút nữa thì sẽ tới 8 giờ, rồi thêm 30 phút nữa, 10 cộng 30 bằng 40. Ok. Có hai con chim đang đậu trên cành, làm thế nào để chặt cành cây mà không làm con chim sợ? Cái cành cây mà hai con chim đang đậu đúng không? Đúng rồi. Vậy thì mình cho chim bay đi, sau đó mình sẽ chặt. Cho chim bay đi bằng cách nào? Nếu mà mình đuổi con chim bay đi thì nó sẽ sợ. Vậy chắc là mình phải đợi thôi. Wow, chính xác. Mình sẽ đợi cái con chim đó bay đi. Hay quá vậy ta. Hay vậy trời. Tiếp nha con trai. Yeah. Rồi, con có thể cười một nụ cười cho cô Hòa được không? Ok. Sáng chủ nhật, bạn An dậy sớm nghe bài hát Thứ hai là ngày đầu tuần, bé Hứa cố gắng chăm ngoan. Chấm chấm chấm. Thì An bèn chuẩn bị quần áo tươm tất để đến trường. Nhưng mà tại sao chờ mãi mà mẹ không chở An đi học nhỉ? Tại vì đó là sáng chủ nhật. Chính xác. Wow. Cái này là một cái câu hỏi thường là đặt ở trong bộ của người lớn, là người lớn rất là hay nhầm, bởi vì không để ý được cái từ đầu tiên. Vì vừa nãy em có đọc là sáng chủ nhật An dậy sớm đúng không con? Yeah. Trời ơi, chàng trai của chúng ta đã để ý rất là kỹ câu hỏi của cô Hòa. Rồi, rất xuất sắc, một tràng vỗ tay cho con đi mọi người ơi. Trong bài hát đi học thì vì sao hôm nay em bé phải đi học một mình? Tại vì mẹ lên nương. Chính xác. Wow. Trời ơi. Nhưng mà nhá, cái đoạn mà lên nương là đoạn nào con hát cho cô Hòa nghe được không? Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Ok, chính xác rồi. Tiếp nha con nha. Cái này là con hơi suy luận một tí nha. Khi mà con đi mua áo á, thì cỡ M là dành cho người cao từ 1m60 đến 1m64. Cái cỡ L á, là dành cho người cao từ 1m65 đến 1m69.
Vậy bây giờ ví dụ như là cô Hòa cao 1m67 thì nên mua áo cỡ gì? Cô Hòa đọc lại cho con một lần nhá. Rồi, khi mua áo, cái cỡ M là dành cho người cao từ 1m60 đến 1m64. Cỡ L là dành cho người cao từ 1m65 đến 1m69. Vậy cô Hòa thì cao 1m67 thì cô Hòa sẽ mặc cỡ nào? À, vậy là size L. Chính xác. Khi cô Hòa 6 tuổi, cô Hòa gấp đôi tuổi của em mình. Vậy khi cô Hòa 60 tuổi thì em của cô Hòa bao nhiêu tuổi? Con cứ bình tĩnh trả lời nhé. Dạ con nghĩ là 30 tuổi. Chưa chính xác. 8 câu trả lời rất là chính xác. Wow. Bây giờ chúng ta xuống đây nghe cô Hòa giải thích nha. Có bạn nào có đáp án không? Dạ con biết cô. Bạn dạ nói đi. Dạ khi mà cô Hòa 60 tuổi là em cô Hòa 57 tuổi. Dạ ơi, 57 tuổi con biết vì sao không? Cô dạ giải thích đi ạ. Là bởi vì lúc mà cô Hòa 6 tuổi á, em cô Hòa có 3 tuổi thôi. 3 x 2 là 6. Nhưng mà khi cô Hòa 60 tuổi thì em cô Hòa cũng chỉ nhỏ hơn cô Hòa có 3 tuổi thôi, là mình trừ 3 ra là 57. Yeah. Rồi ok, tiếp nào. Ba và con thì chạy đua với nhau. Ba chạy nhanh hơn con. Đang chạy thì ba ngồi nghỉ mệt 10 phút rồi chạy tiếp. Con cần 10 phút để có thể đuổi kịp ba. Vậy ai là người về đích trước? Thì con nghĩ là con. Tại vì ba ngồi nghỉ 10 phút thì trong 10 phút đó con có thể chạy nhanh hơn. Chưa chính xác. Thực ra là trong cái 10 phút đó con chỉ kịp đuổi kịp ba của mình thôi. Sau đó thì ba của con sẽ tiếp tục chạy tiếp và ba con sẽ chạy nhanh hơn và sẽ về đích trước. Rồi, tê giác, hươu cao cổ, con voi, con hà mã, con nào không có sừng? Con nghĩ là hươu cao cổ không có sừng. Chưa chính xác, hết thời gian. Yeah, hay lắm rồi con ơi, 8 câu mà. Con có biết là bạn được mấy câu không? Bạn cũng trả lời rất là xuất sắc. Bây giờ cô cũng hy vọng là con sẽ trả lời thật xuất sắc nha. 10 câu đúng không? Bao nhiêu câu không quan trọng, quan trọng là chính bản thân mình nha. Con đã sẵn sàng chưa? Hoàng Giáp đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi của Hoàng Giáp trong Nhanh Như Chớp nhí. Hai phút bắt đầu. Uống nước nhớ nguồn. Uống cà phê đen đá không đường. Uống nước đun sôi để nguội thì đâu là một câu thành ngữ? Uống nước nhớ nguồn. Chính xác. Hay quá con ơi. Con sẽ dùng thời gian biểu hay là thời khóa biểu để xem được giờ hiện tại? Lời hư cô là không có cái nào hết. Vì sao? Bởi vì mấy cái đó chỉ là mấy cái thông tin ngày mai sẽ học gì thôi. Còn chúng ta sẽ xem giờ bằng đồng hồ. Chính xác. Dữ dằn. Tiếp nè. Kế bên nước Việt Nam là nước Lào hay là nước Campuchia? Cả hai. Chính xác. Tiếp nha con nha. Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là bao nhiêu phút? Con biết xem đồng hồ. Con chưa biết xem đồng hồ, tiếc quá. Chưa chính xác. Con có thể giải thích lại cho bạn được không? Dạ. 8 giờ kém 10 á, 10 phút nữa là sẽ tới 8 giờ. Vậy thì 8 giờ 30 thì thêm 30 phút nữa. Chúng ta dùng phép tính gì nhỉ? Dạ là 10 cộng 30 bằng 40. Ok, vậy là 40 phút con nhé. Cảm ơn con nhiều. Tiếp theo, có hai con chim đang đậu trên cành. Thì làm thế nào để chặt cái cành cây đó mà không làm chim sợ? Thì là đợi cho con chim đó bay đi rồi sau đó sẽ chặt được. Ok, chính xác. Oh yeah. Hay. Câu này tiếp theo là con phải nghe cô Hòa cực kỳ kỹ nha. Sáng chủ nhật An dậy sớm nghe bài hát. Thứ hai là ngày đầu tuần, Bé Hư cố gắng chăm ngoan. Thì An bèn vào chuẩn bị quần áo tươm tất để đến trường. Nhưng mà tại sao chờ mãi mà mẹ không chịu đưa An đi học con nhở? Là sao? Cô Hà đọc lại một lần cho con nhá. Rồi. Sáng chủ nhật An dậy sớm nghe bài hát. Thứ hai là ngày đầu tuần. Con biết rồi, bởi vì đó là chủ nhật. Ok, chính xác. Tiếp là cũng liên quan đến một cái bài hát khác. Thì con có biết bài hát đi học không? Có câu hỏi khác không ạ? Câu hỏi này bất lợi cho đội tôi. Câu này là câu mà bé đã trả lời rồi nên chúng ta không thể thay đổi được. Thưa cô dạ.
Trong bài hát Đi học, vì sao hôm nay bé phải đi học một mình? Bởi vì trường gần nhà. Chưa chính xác. Ủa? Đáp án là gì, con có thể trả lời được không? Tại vì mẹ lên nương. Hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp. Tức là do mẹ lên nương con nha. Rồi, cô Hà sẽ đọc câu hỏi này, con cần suy luận một chút nha. Khi đi mua áo này, cái cỡ M dành cho người cao từ 1m60 đến 1m64. Và cái cỡ L là dành cho người cao từ 1m65 đến 1m69. Vậy, cô Hà cao 1m67 á, thì cô Hà sẽ mặc cỡ nào? Con hãy tính trong khoảng á nha. Ủa, để bạn trả lời sao con bắn bạn hoài vậy? Tiếng bắn bạn hoài. Không có cỡ nào. Chưa chính xác. Con gái nói cho anh biết đi con, cỡ nào nhở? Dạ thưa cô là cỡ L. Rồi, lý do là tại vì là cỡ L á, là con từ 1m65 đến 1m69. Thì cô Hòa là 1m67, là ở trong khoảng từ 1m65 đến 1m69. Thì cô Hòa có thể mặc được cỡ L con nha. Đây là một câu hỏi cũng liên quan một chút toán học này. Khi cô Hòa 6 tuổi thì cô Hòa gấp đôi tuổi của em mình. Vậy khi cô Hòa 60 tuổi á thì em của cô Hòa bao nhiêu tuổi? 60. Chưa chính xác. Đáp án là 57 tuổi nha con nha. Quang Trí ơi, vừa nãy con có nhớ không? Con có thể giải thích được không? À, bạn đó là gấp đôi. Số tuổi là 6 chia 2. 6 chia 2 bằng 3. Khi bạn đó 60 tuổi thì em của bạn đó cũng ở dưới bạn đó là 57. Là sẽ lấy 60 tuổi trừ đi 3 tuổi thôi con nha, là sẽ bằng 57 tuổi. Tiếp theo, ba và con đang thi chạy đua thì ba sẽ chạy nhanh hơn con. Đang chạy thì ba ngồi nghỉ mệt 10 phút rồi sẽ chạy tiếp. Còn con á, cần 10 phút để có thể đuổi kịp ba. Vậy ai sẽ là người về đích trước? Cả hai. Ờ, ba. Vì ba chạy nhanh hơn con. Chính xác. Tuyệt vời. Nhanh như chớp nhí mùa 4 2022 trên kênh HTV2 VTR.